cái hình mình giữ âm thanh được không? Nếu gì thấy Dạ, có con phải có thể con đổi nó để con dạ thử, nếu nếu mà con share như vậy là chắc có thể nó đỡ hơn chút. dạ Dạ. bây giờ được chưa? Dạ Chưa được được rồi sư, dạ dạ được rồi. rồi rồi ai có một chuyện mà chúng ta trong râm này ai cũng biết, đó là Indonesia cách đây 40 năm về trước có một cái nền kinh tế có đứng đầu cái khối ASEAN. Tức là lúc đó đó là Việt Nam một năm chỉ có 66 đồng thu nhập đó, thì Indonesia lúc đó là gấp 3 lần, gấp 4 lần, gấp 4 lần, 4 lần. Nhưng mà do những cái vấn đề nội tại rất phát sinh ngay trong đất nước, từ những cái rắc rối về chính trị rồi kinh tế rồi vân vân, nó nhiều lắm. Đấy. Tại vì cái này nó kéo theo cái kia. Đấy. Cho nên là cho đến hôm nay thì Indonesia phải nói rằng là cái mức sống có thể thấp hơn Việt Nam nữa. Và chúng ta biết rằng là cái gì chứ còn hãng hàng không của châu Á mình là Indo và Malaysia là được xem là hàng bét, tệ hơn Việt Nam nữa, nguy hiểm lắm. Tôi bắt đầu bài giảng bằng cách tôi nói về Indo là sao, bởi vì tôi sắp nói đến một cái chuyện khác mà tôi phải mượn Indo để tôi nói. Đó là một đất nước mặc dù có phát triển cách mấy, nhưng mà khi nó phát triển không được kiểm soát, không được kiểm soát thì nó sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề. Có nghĩa là ở mỗi một đất nước, mỗi một gia đình, mỗi một xã hội, mỗi một đoàn thể, mỗi một tổ chức luôn luôn nó có hai cái thứ tiềm năng, hai cái thứ tiềm năng, đó là tiềm năng tự sinh và tự hủy. Tự sinh và tự hủy. Mỗi ngày các vị ăn uống sinh hoạt nói cười buồn vui, những cái thứ mà mình đưa vào đầu của mình, những thứ mình đưa vào miệng của mình, đưa vào cơ thể của mình, đưa vào đầu óc của mình, luôn luôn nó nằm gọn trong hai thứ đó là để tự sinh và để tự hủy. Cái sự phát triển của một công ty cũng vậy, như Apple sau ngày ông Steve Jobs ông mất, là mình thấy cái sức sống của nó bị yếu đi, và cái yếu đó nó được nó được phân tích ấy, là nó xuất phát từ những vấn đề về nhân sự, về tổ chức của Apple. Từ cái chỗ mà thiếu một cái nhân vật cốt cán như là Steve Jobs, cho nên nó dẫn đến những cái hệ lụy đó. Và chính cái đó mình gọi là cái tiềm năng tự hủy của Apple. Indonesia tôi vừa nói khi nãy, cách đây 40 năm nó có một cái thu nhập rất cao, cao nhất trong khối ASEAN, nhưng mà bây giờ thì nó tụt xuống thấp lắm. Và đặc biệt là trong cái mùa dịch cúm, chúng ta thấy Indo và Mã Lai nó là đang đứng trước một cái bờ vực phải nói là chí tử, phải không? Và có một cái nhân vật, có một cái đất nước thứ ba mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh trong bài giảng này, đó là Trung Quốc. Trung Quốc đang tìm mọi cách để ngôi lên, trở thành một cường quốc gọi là sánh vai với Mỹ và Nga, Đức. Mỹ, Nga, Đức coi như là trong mắt của Trung Quốc là Anh, Pháp không ra gì hết. Trung Quốc có những tiềm năng tự sinh rất tốt, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta trong râm bắt buộc phải đồng ý với nhau rằng thì là cái tiềm năng tự hủy của Trung Quốc không hề nhỏ. Đó là những cái vấn đề về chính trị của Trung Quốc, tổ chức xã hội của Trung Quốc, và đương nhiên hai cái đó nó kéo theo cái gọi là nền tảng văn hóa, nền tảng xã hội của Trung Quốc. Đấy. Cho nên hôm nay tính cho đến sáng hôm nay, Trung Quốc đã có khả năng gọi là lên trăng, đã có khả năng gọi là thiết lập cái trạm không gian thiên cung ở bên ngoài khí quyển.
Trung Quốc đã đưa được người ra bên ngoài quỹ đạo trái đất. Trung Quốc có những thành tựu lớn như vậy về công nghệ, về kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, cái khả năng tự hủy của Trung Quốc không hề nhỏ. Cho nên, ngay trong cái dịch Covid, thì đây là một cái dịp rất là tốt để chúng ta phát hiện ra hai thứ khả năng tự sinh, tự tồn, khả năng tự tồn và tự hủy của mỗi đất nước và sau đó là mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Có những cá nhân khi mà chưa có cái đại dịch Covid thì mình thấy họ rất là khỏe, nhưng mà khi có cái đại dịch Covid thì mình mới phát hiện ra là họ có bệnh nền ấy. Trước đây thì họ không 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 phát hiện ra cái đó, ăn uống sinh hoạt như ý, thoải mái. Nhưng mà khi mà gặp chuyện rồi đó, thì mình mới biết là cái tiềm lực của một đất nước đó, nó thật sự nó ra sao. Đấy, bên cạnh cái khả năng gọi là tự sinh tự tồn đó, thì cái khả năng tự hủy ở mỗi cá nhân, ở mỗi đoàn thể, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia là một cái chuyện rất là quan trọng đáng để mình lưu ý. Chúng ta quay lại với vấn đề tu học của người Phật tử. Ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta đấy, như nãy tôi nói, những gì mà mình đưa vào đầu của mình, đưa vào miệng của mình đấy, nó đều nằm gọn trong hai thứ, tức là tự tồn và tự hủy. Chúng ta ăn để sống, chúng ta uống để sống, chúng ta sử dụng thuốc men để mà sống, nhưng mà cũng thông qua thức ăn, thức uống, thuốc men và những đề tài tư duy mà chúng ta cũng không ngừng đưa vào đó những cái yếu tố tự hủy. Cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, ở mỗi cá nhân hay là mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể, mỗi mỗi quốc gia, mỗi châu lục đều luôn luôn có đủ hai thứ tiềm năng này. Đó là tiềm năng tự tồn và tiềm năng tự hủy. Cái vấn đề đó là cái nào nó mạnh hơn cái nào. Có những trường hợp cái tiềm lực tự tồn trước mắt thấy nó như vậy đó, nhưng mà cái kiểu sinh tồn của chúng ta đó, lâu ngày rất có thể nó trở thành ra là một cái thứ gọi là tiềm lực mang tính tự hủy. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, những gì mà chúng ta đưa vào đầu của mình, đưa vào cơ thể của mình, không, nó gồm có hai thứ, đó là nó giúp cho mình được phát triển mà cũng có thể nó tự hủy hoại mình, không, và ngay trong cái thứ mà tự hủy đó, nó cũng không phải là tuyệt đối. Trước mắt nó là tự hủy, nhưng mà về lâu về dài nó lại là cái điều kiện tự tồn của mình. Và ngược lại, những thứ mà hôm nay mình thấy nó là điều kiện sinh tồn thì coi chừng về lâu về dài nó là điều kiện tự hủy. Ví dụ như người Việt Nam mình có một cái khái niệm ăn uống, có một cái đạo lý ẩm thực rất là lạ, đó là thức ăn mình coi trọng đến là cái chuyện bổ dưỡng, hãy có tiền là ăn đồ bổ dưỡng. Nhưng mà theo tôi biết, trong cái tinh thần khoa học của người Âu Mỹ đó, thì họ không có coi nặng cái chuyện bổ dưỡng của thức ăn như mình, mà họ chỉ ăn cái gì cơ thể nó cần thôi. Ăn cái gì cơ thể nó cần. Bác sĩ họ nói họ thiếu sắt thì họ bổ sung sắt, bác sĩ nói họ thiếu canxi họ bổ sung canxi. Chứ còn như mình là mình nghe nói cái gì bổ, mà nhất là mình có tiền đó, thì mình cứ đưa vào cơ thể của mình. Đây là một cái khái niệm ẩm thực rất là nguy hiểm của người châu Á, không? Cho nên trước mắt á, thì rõ ràng là chúng ta đang là bồi dưỡng bổ sung cái điều kiện sinh tồn, nhưng mà chúng ta đang kín đáo lặng lẽ âm thầm bồi dưỡng và bổ sung cái gọi là điều kiện tự hủy cho mình trong tương lai dài hoặc là ngắn, mau chậm chóng chạy, thấy không? Đấy. Người học Abhidhamma thì biết rất rõ cái dòng chảy của luân hồi đó, của cuộc luân hồi ấy, nó bắt đầu từ vô minh, bắt đầu từ vô minh, do không biết mọi thứ nó là khổ. Do không biết mọi thứ là khổ cho nên mới thích cái này ghét cái kia. Và để giải quyết cái chuyện mà gọi là tìm cái thích mà trốn cái ghét, thì người ta có hai hướng sống, đó là làm thiện hoặc là làm ác. Mà làm thiện hay làm ác gì đi nữa đó, thì cũng đều là nhân sanh tử. Phải có một ngày mà chúng ta thấy rằng thiện nên làm, ác nên tránh, nhưng trong cái tinh thần chấm dứt thiện ác buồn vui, thì cái tinh thần đó nó mới đúng là tinh thần gọi là thoát khổ, không? Còn mà làm ác, tiếp tục làm ác thì đương nhiên là sa đọa trầm luân khỏi nói rồi. Nhưng mà làm thiện mà trong một cái ý thức cầu sanh tử đó, thì cái kiểu làm thiện đó cũng là một cách tự hủy là xong. Chúng ta tiếp tục đưa mình quay lại với cái quỹ đạo trầm luân, có nghĩa là
làm công đức, bố thí, trì giới, phục vụ, nhưng mà không có một cái nhận thức đúng đắn, chín chắn về cái hiện hữu của mình. Thì chúng ta tiếp tục đầu tư thêm cái chủng tử luân hồi, đó là chính là hành trình tự hủy. Tự hủy là tự hại mình đấy. Học giáo lý đó là bổ sung bồi dưỡng tài bồi cái khả năng tu học, đó là học giáo lý theo cái hướng gọi là tự tồn tự sinh, nhưng mà cũng học giáo lý theo cách tự hủy, có nghĩa là học giáo lý mà với cái lòng cầu danh trục lợi, học để mà thỏa mãn tri thức, học để mà cho người ta biết tới mình, ví dụ như vậy. Đó là học kiểu tự hủy. Bố thí cũng vậy. Bố thí là thương yêu người khác, đáp ứng nhu cầu người khác, đó là chuyện tốt. Nhưng mà ngay trong bố thí đó, mà nó đính kèm một cái ý niệm, một cái ý niệm nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát, thì lúc bây giờ cái bố thí đó nó được xem là một kiểu tự hủy nha. Tôi nhắc lại lần nữa, trong mỗi thứ thức ăn, thức uống, thuốc men mà mình đưa vào cơ thể của mình ấy, rất có thể trong đó trước mắt ấy, thì nó là giúp, nhưng mà về lâu về dài nó là hại, nhớ nha. Và những gì mình đưa vào đầu của mình cũng vậy, nó cũng 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 tùy thuộc vào cái chuyện chúng ta có đủ cái bình tĩnh sáng suốt để những thứ mà mình đưa vào đầu mình nó giúp cho mình hay là nó hại mình. Bởi vì hồi nãy tôi có nói rồi, những gì mình đưa vào đầu của mình, đưa vào trong cơ thể của mình, nó có thể là cái tiềm năng tự hủy mà cũng có thể là tiềm năng tự tồn, không? Trong đời này chúng sanh chia ra làm ba cấp. Hễ chúng sanh ba cấp thì cảnh giới cũng có ba cấp. Ba cấp đây có nghĩa là nói về cảnh giới đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn chúng sinh cũng chia làm ba cấp. Một là chỉ biết vùi đầu trong cái ác thôi. Cấp 2 là đam mê trong cái thiện, nhưng mà cái thiện này nó còn gọi là dính líu, nó còn gắn liền với cái dục niệm, đam mê trong vật chất. Và cái hạng thứ ba đó là biết ly dục, biết chán sợ vật chất để mà vươn tới cảnh giới tâm linh, tức là thiền định, sắc giới và vô sắc giới, không? Chúng sanh cứ quẩn quanh có bao nhiêu đó thôi. Một là ác, hai là dục thiện, ba là thiền thiện. Thì dĩ nhiên trong ba hạng này, cái hạng mà biết ly dục mà tu thiền, hạng này hiếm. Còn hạng thứ hai thì nhiều hơn chút, đó là tiếp tục sống đam mê trong vật chất, nhưng mà cũng còn biết yêu cái thiện, ghét cái ác, biết sợ cái ác. Và cái hạng thứ ba là kém nhất, đó là chỉ biết vùi đầu trong cái ác, vùi đầu trong cái gì mình thích, vùi đầu trong cái gì mình ghét thôi. Sống và hành động tư duy theo cái hướng là giải quyết cái gọi là thích và cái ghét, chỉ biết một đời theo đuổi cái lý tưởng trốn khổ tìm vui nha. Cho nên ở trong ba cái đường hướng sống đó thì mỗi cá nhân chúng ta đều cùng một lúc đưa vào trong người mình hai cái nguồn sinh lực, tự sinh và tự hủy. Thì học giáo lý học kiểu nào mà để mình được nhiều lợi ích, và học kiểu nào là nó hại mình hơn là không học. Bố thí, trì giới, ngồi thiền, phục vụ, tất cả các công đức, Ngài Sa Lợi Phất Ngài gọi là cái rỉ sét, Ngài gọi là phải cẩn thận, đừng để cái tâm nó bị rỉ sét. Thời Đức Phật Ấn Độ đã có sắc rồi nha. Chúng ta biết rằng ở tại Ấn Độ, ở Gujarat, nó có một cái thiết trụ, một cái trụ sắc mà nó đã tồn tại cách đây 1.500 năm, và đặc biệt là nó không hề rỉ sét. Điều đó cho thấy rằng cái công nghệ mà luyện kim của Ấn Độ nó đã phát triển gọi là rất lâu đời. Đây là lý do tại sao mà thời Đức Phật khi mà thuyết pháp thì chư Đức Phật và Ngài Sa Lợi Phất cùng các vị đại đệ tử đó cũng cũng đã có nhắc đến sắc, lấy sắc làm cái hình ảnh ví dụ để thuyết pháp. Tiếng Pali gọi là Ayo, Ayo là sắc, iron, đúng không? Thì Ngài Sa Lợi Phất nói phàm tâm nó giống như cục sắt vậy đó, nếu mà không có dồi mài đó thì nó sẽ bị reset. Mà chúng ta biết thêm chuyện nữa, thì càng dồi mài đó thì nó càng bóng nhưng nó cũng mòn dần đi, không?
đời sống sanh tử thì nó là như vậy. Tức là mọi thứ thiện thì nó làm cho tâm nó sáng bóng, mà ác thì làm tâm lu mờ. Nhưng mà mọi thứ luôn luôn đang trên cái hành trình là băng hoại, biến mất, vô thường. Không? Mình tu để đến một ngày mà mình không, cái cục sắt mình không còn cái gì để mình mài nó hết, thì đó là chấm dứt sinh tử. Không? Còn hãy còn còn mài á, thì nghĩa là còn hiện hữu. Sẽ có một ngày các vị thấy rằng sống trong máu lệ là đau khổ, mà sống ở trong cái hạnh phúc nó cũng là một kiểu đau khổ khác, miễn là còn hiện hữu là còn đau khổ. Sẽ có một ngày các vị thấy rằng sống với cái ác là cái chuyện nên tránh, nhưng mà còn vật lộn với cái thiện, còn đầu tư công đức cũng tiếp tục là một cái mệt mỏi. Bởi vì trong kinh gọi cái dòng chảy luân hồi này nó là cái chữ sankhara, hoặc là apisankhara, hoặc là sankhata dhamma, có nghĩa là một cái hành trình hiện hữu thông qua cái sự vun đắp tài bồi kiến tạo và xây dựng này, cứ xây dựng hoài, xây dựng hoài, cứ sanh ra làm con thú để kiếm ăn, để nuôi lớn cái tấm thân của nó, làm con người, làm nam làm nữ, giàu nghèo, sang hèn hèn, đẹp xấu, trí hay ngu, thì cứ có mặt trên đời này chúng ta không ngừng vật lộn với đời sống, với những vấn đề nội tại và ngoại giới để mà xây dựng được một đời sống. Có một điều là hãy còn kiến tạo, còn xây dựng là chúng ta còn gặp vô vàn những rắc rối, những cái mệt mỏi. Thì tôi biết bài giảng này sẽ làm cho nhiều người nhức đầu, tại vì nghĩ rằng tu là mình làm lành lánh dữ để mình xa khổ gần cái sướng, đúng không? Đó là lý tưởng mà ai cũng đồng ý, không? Chứ còn cái chuyện mà tu mà để chậm dịch thiện ác buồn vui thì nó còn là cái gì? Nhưng mà xin hỏi còn để làm cái gì? Quý vị hỏi tôi là bỏ hết thì mình còn lại cái gì? Thì tôi sẽ hỏi ngược lại, còn để làm cái gì? Không? Tôi nói hoài. Cái đáng sợ nhất của phàm phu đó, đó chính là đụng đâu dính đó. Có hai kiểu dính. Một là mình bất mãn cái gì đó cũng là một cách dính, mà mình thích thú cái gì đó cũng là một cách chính. À, và chính vì mình đụng đâu dính đó, cho nên sanh ra làm con dòi thì mình cũng có cái để mình dính chính trong đó, ghim sâu gấp chặt, không? Mà làm một một vị phạm thiên cũng có cái để dính như trong đó. À, rồi làm một ông vua hay là làm một người ăn mày vô gia cư thì cũng đụng đâu dính đó, tùy cái duyên nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi người có một cái chỗ để mình bám víu, nắm níu và dính chặt khác nhau. Nhưng mà tự chung thì làm hễ có mặt trên đời này là mỗi loài tự tìm một thứ để mà dính vào. Và trong lúc mình dính vào cái gì đó thì mình nghĩ rằng có được nó là hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Đây, chỉ vậy thôi. Chúng ta là một người Việt Nam ở nông thôn miền Tây. Mỗi ngày mò cua bắt ốc, chúng ta cũng có cái để chúng ta dính. Đó là bầy vịt, là cái chòi lá giữa đồng. Đó là một cái mái ấm rách bươm. Mấy đứa con nheo nhóc, bụng ổng đít teo. Không? Đó cũng là một cái chỗ để mình dính. Mà mình có là một đại gia trên phố Sài Gòn, phố Hà Nội. Có một cái biệt thự, có một khu vườn, có nhà, có xe, có tàu. Thì chúng ta cũng có một kiểu dính mà chúng ta tưởng rằng cái ông đại gia trên phố sang hơn ông dưới quê. Dạ không phải. Nói rốt ráo không ông nào hơn nào hết, tới nỗi ông có một kiểu dính. Theo mô tả trong kinh thì giống như hai con khỉ, một con thì nó ở trên ngọn, còn con thì ở dưới gốc, thì con nào nó cũng bám chặt vào cái nhánh cây chứ không phải nó rớt sao, không? Thì cái con ở trên đọt nó chê cái con ở dưới là bằng hàng, là thấp kém. Sai, cả hai con đều là hai con khỉ hết trên cái cây đó, con ở trên ngọn, con ở dưới thôi. Nói rốt ráo thì cả hai con đều là khỉ và đều phải nắm chặt một cái cành cây nào đó để khỏi phải bị rớt, chỉ vậy thôi. Này, nhưng mà trong cái ý niệm biện biệt của phàm phu thì chúng ta còn phân biệt cái sướng và cái khổ, cái sang cái hèn. Chúng ta thấy có cái chênh lệch rất là lớn giữa đại gia và người ăn mày. Nhưng mà thực ra đó, thì cái mà Đức Phật ngài nhắm đến đó chính là tinh thần giải thoát toàn diện, bỏ hết, không có làm đại gia nữa, không không làm ăn mày nữa, không có tiếp tục làm cái con khỉ ở trên ngọn cây hay là dưới gốc cây nữa. Không? Bởi vì mình đã leo quá nhiều kiếp ở trên cái cõi cây luân hồi đó, mệt rồi. Ở trong kinh Đức Phật này có một cái cách nói
mà Ngài nhắc đi nhắc lại vô số lần trong đời của Ngài. Khi kể là một câu chuyện xưa thì Ngài kết thúc như thế này: này các tỳ kheo, tất cả là vô thường, mọi sự đã đi vào quá khứ, đã trở thành dĩ vãng. Các hành là vô thường, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để buông bỏ, này các tỳ kheo. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định, chớ có để hối tiếc về sau. Hối tiếc là sao? Hối tiếc về sau, bốn chữ định trong kinh giải thích. Hối tiếc về sau nghĩa là sao? Đừng để mình phải hối tiếc về sau, có nghĩa là mai này mình già, mình nhớ là thời tuổi trẻ, hồi đó mình không có tu. Mai này mình bệnh, mình nhớ là cái thời mình khỏe, hồi đó mình không có tu. Mai này mình không còn điều kiện sinh hoạt nữa, mình nhớ là cái thời mà phong phú dồi dào, mình tiếc, hồi đó mình chịu tu. Mai này mình không có điều kiện gần minh sư thiện hữu nữa, không còn điều kiện tiếp xúc với tăng ni, với kinh sách nữa, thì mình sẽ tiếc là tại sao hồi đó có điều kiện mà mình không có tu. Và điều trên hết là khi mà Phật pháp còn hưng thịnh ở đời, còn được truyền bá rộng rãi, mà mình không tu tập, có một ngày mà Phật pháp bị mai một, le lối trong cõi nhân gian, thì lúc có cơ hội học đạo không còn nữa. Tôi biết có nhiều trường hợp đáng buồn là có những người, tôi là bỏ ra trường hợp những người không có thiết tha về Phật pháp thì thôi, nhưng mà có rất nhiều người thiết tha nhưng mà tội nghiệp lắm, không có điều kiện. Có nhiều Phật tử ở Việt Nam, ở nước ngoài, họ tâm sự với chúng tôi qua Messenger hoặc email, họ nói thương lắm. Họ nói con nghe mấy bạn giảng của Chư Tăng cũng thích lắm, nhưng mà chỗ của con thì có người ở bên khu vực như là ở bên Nam Hàn, có người ở bên Beijing, Bắc Kinh, có người ở đó là nước ngoài đó, có người ở bên Bắc Âu, chỗ quanh năm lạnh giá, không có Chư Tăng Phật tử gì hết, chỉ có online thôi. Rồi đặc biệt là ở Việt Nam, có những người họ nói với tôi họ ở Khánh Hòa, ở Bình Định, ở Hà Giang, ngoài Bắc, ở chỗ đó không có điều kiện tu học, thì chỉ có online thôi. Họ thèm có một chỗ để họ được cúng dường, hoặc là họ thèm có một chỗ để mà mỗi tháng tới thọ bát quan trai, sống ngày ở trong chùa vậy đó, được tu tập, được thọ bát quan trai, được ngồi thiền, được nghe pháp với tăng ni Phật tử bạn đạo mà không có. Này, cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ để mình phải hối tiếc về sau, là như vậy. Khi chúng ta không có cơ hội chúng ta tiếc lắm. Có những người cả đời không có cơ hội thì họ tiếc kiểu khác, còn có những người có mà bỏ lơ thì có một ngày mình nhớ là mình tiếc. Tôi nói nhỏ một chuyện, đó là tôi biết một số Phật tử thân quen nhiều năm về trước đang tinh tấn tu học, không biết mắc cái chứng gì tự nhiên cái chia phe. Chia phe, trước hết là chọn thầy, từ thầy A cái chuyển qua thầy B, rồi cái bắt đầu lập nhóm ủng hộ thầy A, bỏ thầy B, rồi bài xích, rồi nói xấu tùm lum. Cuối cùng có một ngày họ nhận ra rằng trong thời gian vừa qua, nếu mà họ đừng có là một Phật tử cái kiểu như phân chia phe phái như vậy mà tinh tấn tu học thì hôm nay nó lại khác rồi. Đằng này tự nhiên nổi hứng sao, ý mình còn trẻ, ý mình có tí tiền, cái đầu chia phe chia phái ra. Rồi có một ngày mới nhận ra rằng thật ra mình đã đang đi trên hành trình tự hủy nhiều hơn là tự tồn. Bây giờ các bạn hiểu tôi nói gì chưa? Cũng là Phật tử nhưng cái kiểu học của mình, cái kiểu suy tư của mình, cái kiểu sống của mình, cái kiểu lựa chọn đường hướng của mình, nó đẩy mình vào cái con đường tự hủy. Mà trong đời sống thường nhật cũng vậy. Có những người theo đuổi một cái kiểu sinh hoạt đặc biệt nào đó, đến một lúc nào mà tỉnh người ra, phát hiện ra là chính cái kiểu sinh hoạt tùy thích của mình lâu nay nó đã đẩy mình là trở thành một người bệnh hoạn, tiểu đường, rồi cao máu, rồi cholesterol, rồi gan suy, thận suy, bao tử có vấn đề tùm lum hết. Là ở đâu ra? Là do bấy lâu nay chúng ta đang có mặt trên hành trình tự hủy mà không biết. Đó, cái đó quan trọng nhớ. Kể từ sau bài giảng này làm ơn nhớ giùm, mỗi một thức ăn đưa vào miệng của mình, nó có thể là cái giúp mà cũng có thể là cái hại. Mỗi một viên thuốc đưa vào miệng của mình cũng có thể vừa giúp và vừa hại. Hãy tận lực hạn chế tối đa cái mặt trái của nó, hạn chế tối đa cái mặt trái của nó. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, cái kiểu học đạo, cái kiểu giữ giới, cái kiểu thiền định, cái kiểu thực tập chánh niệm của mình ấy, nó cũng có hai hướng, là về lâu về dài nó hại chứ không có giúp. Và rồi có cái kiểu mà nó giúp nhiều hơn là hại nha. Cái đó quan trọng lắm. Tôi nhắc lại, ngay ở trong cái tiềm lực nội tại của Trung Quốc vốn dĩ nó đã tồn tại hai cái tiềm lực,
À, lo cắm đầu phát triển về kinh tế, cắm đầu phát triển về ngoại giao và chính trị mà quên khuấy cái chuyện phát triển đạo đức, phát triển xã hội, phát triển văn hóa. Đến một lúc mình trở thành một cường quốc về công nghệ thì quay đầu lại hỡi ơi, cái dân Trung Quốc không còn giống ai trên thế giới nữa nha. Hôm nay chúng ta đi đâu trên hành tinh này cũng gặp người Tàu hết. Mà các vị có biết cái thành kiến, cái ác cảm của thiên hạ dành cho người Tàu thì không biết bao giờ mới xóa được. Là vì sao? Là vì ngay trên cái hành trình tiến đến cái ngôi vị cường quốc siêu cường của thế giới thì người Trung Quốc đã sơ ý không để ý một chuyện. Đó là mình đang cùng lúc đi trên con đường tự hủy và con đường tự tồn. Có nghĩa là vừa phát triển mà vừa tự 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 hủy hoại cái mặt mũi, cái uy tín của mình trên trường quốc tế. À, cái này chuyện rất là lớn. Chúng ta hãy cẩn thận, coi chừng một lúc nào đó mình có tiền rủng rỉnh nhưng mà mình đi đâu trong thiên hạ mình không giống con giáp nào hết. Đấy. Mình đó đó là một kiểu tự hủy. Mình ăn uống đồ ngon, đồ bổ, đồ đắt tiền, đồ quý hiếm nhưng mà mình rước vào trong người mình 100 thứ bệnh thì đó chính là con đường tự hủy trong ăn uống. Rồi trong vấn đề tư duy, trong văn nghệ, văn hóa, trong vấn đề tôn giáo, tâm linh, tư tưởng cũng vậy. Cái kiểu sống của mình ý, cái kiểu sống của mình nó nặng về cái gì? Nó nặng về tính tự hủy hay là tự tồn, tùy tùy mình thôi nha. Thì trong bài giảng này tôi lấy cái đề tài là dựa trên cái sự phát triển của Trung Quốc cách đây mấy hôm thôi. Tôi đọc một cái loạt bài báo về Trung Quốc, tôi chợt nghĩ đến bài giảng trưa nay cho bà con, tôi giật mình để biết đâu có một chuyện đó là ai cũng biết hết nhưng mà không có để ý. Đó là từng phút trôi qua, từng phút trôi qua chúng ta đang sống nhiều với cái gì, đang sống nhiều với cái gì. Cũng như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, mỗi phút trôi qua dù muốn dù không, dù biết hay không thì chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Trong từng phút trôi qua dù muốn hay không, dù biết hay không thì chúng ta đang kín đáo tô hồ trét vữa cho cái ngôi nhà tương lai của mình, hay là mình đang tha đang ngậm từng cái cọng rơm cọng cỏ để kết tổ cho mình, hay là chúng ta đang đang kiếm tìm từng cái manh gỗ, từng cái phiến gỗ nhỏ, từ cái que gỗ để về đóng cái chuồng, cái củi cho mình, tùy mình thôi. Mình mỗi phút trôi qua mình đóng chuồng củi hay là mình làm chiếc tổ rơm, hay là mình đang là kiến tạo một ngôi nhà cho mình. Mỗi phút trôi qua dù biết dù muốn hay không, dù biết hay không biết thì chúng ta đang kín đáo. Chỉ cần tắt thở một cái là mình sẽ đi về cái tổ chim của mình, về cái chuồng heo, chuồng bò của mình, về cái lâu đài của mình, tùy mình thôi, tùy kiểu sống của mình. Cái đó rất là quan trọng và chúng ta biết rồi. Chúng ta biết rồi. Sang 50 tuổi mọi thứ trong đầu chúng ta cơ hồ chỉ đi xuống nhiều hơn đi lên, trừ trường hợp đặc biệt là trong bao nhiêu năm qua lâu nay chúng ta biết quan tâm vấn đề tâm linh tinh thần không thì khá, còn không đó thì với cái kiểu sinh hoạt ăn uống và cảm xúc tư duy của mình trong mấy mươi năm qua nó đã để lại, tại cái kiểu sống mình kiểu sống tự hủy mà, cho nên bao nhiêu năm qua cái kiểu sống tự hủy nó đã để lại những cái di chứng, những cái hậu quả mà chúng ta sẽ phải trả giá ngay sau tuổi 50. Ngay sau tuổi 50 chúng ta biết xương cốt mình bắt đầu nó rỗng, nó loãng rồi, không, loãng xương rồi. Sau tuổi 50 là chúng ta biết đó là coi như là tim gan mạch thận của mình là nó yếu dần, mình đang đi xuống, và đặc biệt về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh đó. Là nếu bao nhiêu năm qua mà mình không có để ý chăm sóc, mình trau dồi, mình hàm dưỡng, mình tài bồi nó không, thì càng lúc tinh thần nó càng xuống xuống một cách nào, nó trở nên tiêu cực hơn, nó âm u, nó u ám hơn, nó sa đà hơn. Và cái này mới dễ sợ là sau tuổi 60 đó, là chúng ta sẽ quay lại với cái bản năng bất thiện của mình. Mà tại sao tôi nói bản năng bất thiện là bởi vì đa phần chúng sanh là cái bản năng thiện nó yếu hơn bất thiện. Và sau tuổi, nếu mình xưa giờ mình không lưu tâm trau dồi đó thì sau tuổi 60 đó, là mình sẽ quay lại với cái xấu của mình nhiều hơn, kể cả những tu sĩ mình mang tiếng là tu mấy chục năm nhưng mà nếu không có lưu tâm đến đời sống tâm linh đó, thì sau 60 tuổi là tự nhiên nó sẽ gọi là phản bổn hoàn nguyên, nó quay trở về cái gốc cũ của mình, tức là mình là người nóng tính, mình là người tham thích vật chất, mình là người thích phe phái, mình là người thích giao tiếp, mình là người thích ồn ào hay là thích viễn ly, mình là người buông bỏ hay là câu chấp,
thì là sau tuổi 60 đó nó bật trở ra, nó bật trở ra cái người thật của mình. Như vậy thì chính cái hành trình sống của mình đó, mà mình đã vung sới trong bấy lâu nay, nó dẫn mình đi về đâu? Bởi vì bấy lâu nay mình đang đi trên con đường tự hủy hay là tự tồn, tự xây dựng kiến tạo hay là tự hủy diệt, do kiểu sống của mình thôi. Tôi nhắc lại, không có phải đợi đến tháng, tuần hay là năm cho nó lâu quý vị, mà ngay trong từng ngày, trong từng giờ, cái kiểu sống của mình, kiểu suy nghĩ của mình ấy, nó sẽ để lại những cái di chứng, những cái hậu quả mà có thể là nó vượt ngoài cái kiểm soát của mình. Năm nay mùa hè năm nay ở trên núi chỗ chúng tôi đó, mưa nhiều, và nó dẫn đến một cái hậu quả là đất nó lở. Ngay khi chúng tôi đang nói chuyện với các vị đây thì bên dưới chân chúng tôi đó là nó bị lở mấy chỗ, mà nếu tiếp tục mưa lớn nữa đó, thì không biết nó lở đến đâu nó dừng không. Thì đó là chuyện đất đai bên ngoài, còn chuyện trong tâm hồn mình cũng vậy. Khi chưa đụng chuyện, tức là với miếng đất mà chưa có mưa dầm á, thì mình không biết. Mà tới hồi mà cái cơ thể của mình có vấn đề, khi mà mình tuổi tác đã cao, thì lúc bây giờ mình mới biết là mình đang gọi là có đang đối diện với những vấn đề gì mà đó giờ mình để ý. Có một chuyện tôi rất là làm lạ, đó là thường chúng sinh thích quay lưng lại, thích quay lưng lại với đường sống, và thích tìm về nẻo chết thì hơi nhiều. Người không biết đạo thì xa đà trụy lạc mình mới nói. Nhưng mà ngay cả người biết đạo, cái cách mình đến với Phật Pháp á, tôi để ý thấy lạ lắm. Chúng sinh có khuynh hướng tìm về cõi chết. Kỹ học Phật Pháp của mình á, đa phần á, là học để tích lũy, để trưởng dưỡng một cái tôi. Cái kiểu ngồi thiền của mình cũng có vấn đề. Miệng nói là ngồi thiền để thấy danh sắc sanh diệt, thấy tất cả là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi tôi tiếp xúc qua những gì người ta hỏi đó, những gì người ta hỏi tôi đó, thì tôi nhận ra một chuyện, đó là người ta đa phần học Phật Pháp để mà củng cố cái tôi, dầu mình dán lên nó một cái mạc, đó là vô ngã. Tôi ngồi thiền, tôi chánh niệm, tôi thấy được tam tướng, tôi thấy được lý vô ngã, tôi biết giáo lý, tôi học được giáo lý duyên khởi. Chúng ta tiếp tục đi trên con đường tự quỷ mà không biết. Cái chuyện mà học để buông, học để giải thoát thì hiếm lắm. Mà cứ nghe mở miệng hỏi là tôi đã đoán ra trước. Mà đúng như vậy, y như vậy. Học để mà bồi dưỡng, để mà bồi dưỡng, để mà trau dồi, để mà đánh bóng cái tôi với mình thôi. Đó là một kiểu học có hại. Trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh ví dụ con rắn, và Ngài dạy là cái kiểu học giáo lý mà như người bắt rắn mà thiếu kinh nghiệm vậy đó, thì sẽ bị rắn nó cắn. Thì cái kiểu trau dồi giáo lý mà theo cái hướng tự hủy đó, là học nhiều cũng để tự hại mình thôi. Rồi giới luật, rồi thiền định cũng vậy. Trong vô số kiếp sanh tử đó, chúng ta đã có những kiếp chúng ta là những người giữ giới rất là tốt, thiền định rất là tốt, học giáo lý rất là tốt. Nhưng mà học kiểu gì mà cho đến hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây? Tôi nói hoài, có hai hạng mà sanh tử luân hồi lâu. Một là cái người không biết lưu tâm đến con đường giải thoát. Hạng thứ hai là có nuôi cái bản nguyện lớn. Chỉ có cái hạng mà hạng này là cực hiếm, trong nhiều tỷ mới có được một người mà vì cái bản nguyện lớn, có bản hoài vĩ đại, trở thành Phật, trở thành độc giác, đại tinh văn, chí thượng tinh văn, thì những vị đó họ luân hồi lâu để họ đi nốt cái quãng đường dài còn lại của họ. Còn đa phần mình đi lâu là bởi vì mình không có quan tâm đến con đường tu hành giải thoát. Mà lạ lắm, cứ là mang cái ý niệm ngã chấp, mang cái tâm ý phiền não thì đi đâu cũng vậy, luôn luôn sống trên con đường tự hủy. Ngày nào không biết đạo thì mình sống theo cái kiểu tự hủy, là tự hủy tự diệt là đúng rồi. Nhưng mà ngay khi biết Phật Pháp rồi, cái kiểu học Phật Pháp của mình, cái kiểu bố thí của mình, cái kiểu giữ giới của mình vẫn là cái cách tự hủy. Như tôi vừa nói đến chuyện của Trung Quốc chẳng hạn, hôm nay chúng ta thấy bao nhiêu vấn đề. Các vị chào cho một chút.
Alo, các vị còn nghe rõ không? Dạ, chúng con còn nghe Rồi, sư. cảm ơn. Xin lỗi các vị. Tôi nói rất là nhiều lần, không hề có cái chuyện mà đoạn trừ phiền não theo cái nghĩa là lấy con dao chặt một khúc dây, cái đó không có, không. Lấy con dao chặt khúc dây cái gì đó không có. Có nhiều người hiểu đoạn trừ phiền não là thanh gươm trí tuệ chặt đứt phiền não, nhưng mà thật ra đó là giác ngộ là gì? Giác ngộ là sự thay thế, tức là mình không có tiếp tục mình nhìn cái vấn đề nó như là cái hướng trước đây nữa, đó gọi là chứng thánh, chứ không có cái chuyện có con dao dơ lên rồi chặt xuống rồi đứt cái khúc gì đó là không có nha, mà chỉ có thay thế. Có nghĩa là khi hiểu ra cái vấn đề nó không có như trước đây mình nghĩ nữa, thì đây vì sao vĩnh viễn không có, như nó không tái diễn cái nhìn lệch lạc như cũ. Nhưng tôi ví dụ, quý vị nghĩ rằng tôi làm vỡ cái món đồ đó của các vị giận, nhưng mà sau đó các vị check là cái camera, các vị biết cái bình đó nó bị vỡ, cái chén đó nó bị vỡ không phải là do tôi mà là do con mèo nó chạy ngang. Thì khi mà các vị check cái camera rồi thì lúc bây giờ các vị không còn tiếp tục giận tôi nữa đó, nó y chang như vậy đó. Khi mình phát hiện ra cái bình này, cái bình cổ, bình gốm cổ quý hiếm mà đắt tiền, mà bây giờ ông tới đây ông làm vỡ, tại vì rõ ràng tôi ở trong phòng, bây giờ tôi đi ra thì lát sau nó vỡ là tôi chứ ai, không bị giận giận lắm, các vị bắt đền tôi. Nhưng mà khi mà các vị check camera thì các vị biết rằng cái bình nó vỡ không phải là do tôi mà là do con mèo, thì cái giận đối với tôi nó không còn nữa. Ở đây cũng vậy, không, khi mà mình hiểu được Phật pháp thì tự nhiên cái kia nó không còn nữa. Thì cái tu hành hồi nãy tôi có nói trong bài giảng này, tôi nói đến cái chuyện là tự 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 tồn và tự hủy, cái kiểu tu của mình và kiểu sống của mình, kiểu sống và kiểu tu của mình nó là một hành trình tự hủy và tự tồn thôi. Và ở đây không có cái chuyện mà thiện mà nó diệt cái ác, hay là cái ác nó diệt cái thiện, mà ở đây nó chỉ là cái sự thay thế thôi. Nào, nhớ tôi nhắc lại, cái cấu tạo của một chúng sinh trong vũ trụ ấy, nó gồm có hai phần, đó là tâm và vật. Đó là cái chữ mà tôi rất là muốn dùng thay thế cho chữ danh và chữ sắc, mà tôi muốn xài chữ tâm và chữ vật. Thì tâm ở đây ấy, nó gồm có tâm là cái biết không thiện ác, cộng với 13 tâm sở trung tính cũng không thiện ác. Nhưng mà tiếp theo đó là nó 14 cái này nè, tức là một cái tâm cộng 13 tâm sở thiện trung tính là 14 cái chưa chưa thiện ác. Nhưng mà tiếp tục nó cộng với 14 thì nó thành ra là tâm xấu, mà nó 14 đó, cái một cộng 13 mà nó cộng với 14 là nó tâm xấu, mà một cộng 13 mà nó cộng với 25 thì nó là tâm thiện. Không, về toàn bộ hành trình tu hành của mình đấy là lấy cái thiện nó thay thế, lấy cái 25 nó thay thế cho cái 14 đó. Mà thay thế bằng cách nào? Cái này nghe cho kỹ nha. Cái thuộc tính, cái bản chất của từng thứ ở trong 14 tâm sở tiêu cực ấy, nó mang cái tính phủ định, nó mang tính phủ định những cái tâm sở tịnh hảo. Và cái thuộc tính, cái bản chất của mỗi tâm sở tịnh hảo á, nó lại phủ định, nó lại đối lập với từng thứ tâm sở bất thiện trong cái nhóm 14. Các vị nghe kịp không? Thì cái kiểu sống của mình ấy, kiểu sống của mình ấy là khi mình sống với 14 ấy, là ngay trong 14 đó nó có những cái thuộc tính mà nó đối lập với cái 25, 25 tâm sở tích cực. Và khi mình sống nhiều với cái 25 đó, thì ngay với cái 25 đó nó mang cái thuộc tính nó đối lập, nó phủ định cái 14. Tức là đó là một, đó là trường hợp một, tức là cái thiện nó đối lập cái ác và cái ác nó đối lập với cái thiện. Cái thiện nó phủ định cái ác và cái ác nó phủ định cái thiện. Đó là trường hợp một ai cũng thấy. Nhưng mà trường hợp thứ hai, trường hợp thứ nhất là nó phủ định với nhau trên bản chất, nhưng mà trường hợp thứ hai là nó phủ định với nhau trên cái cạnh gọi là phương hướng. Cái phương hướng đang thiện, thiện là tốt rồi, 25 đó, nhưng mà 25 đó nó được gọi là hỗ trợ bởi cái nền tảng của 14. Tức là làm thiện mà với mục đích cầu danh cầu lợi thì trước mắt nó vẫn là thiện, nhưng mà cái đường hướng mà nó nhắm tới đó là bất thiện. Thì đây cũng là một cách tự hủy mà rất là khó có thể nhìn thấy. Tôi nói là một lần nữa, trong vô số kiếp luân hồi, từng người trong chúng ta đã từng đắc thiền phi tưởng, phi phi tưởng, chỉ có cái gọi là thánh trí Tu Đà Hoàn trở lên thì mình chưa từng chạm tới thôi. Chỉ còn tất cả những cái thiện mà ghê gớm nhất của phàm phu trong thế giới này chúng ta đều trải qua hết.
chúng ta từng là đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng, chúng ta từng đắc ngũ thiền sắc giới, chúng ta từng có thần thông, chúng ta từng là phạm thiên, chúng phạm thiên vô tưởng vô sắc, chúng ta từng là chuyển lưng vương, từng là thiên vương đế thích, từng là ác ma thiên tử, chúng ta từng là những nhân vật ghê gớm cộng cán nhất thế giới này, từng đi qua hết. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng từng là con dồi, từng là con sâu, từng là con bướm, từng là con cá, từng là con trùng, con dế. Cứ như vậy, thì trong suốt cái thời gian đó chúng ta sống với hai thứ đó là 25 và 10, 14. 25 tâm sở tịnh hảo và 14 tâm sở bất thiện ấy. Thì chính cái này nó phủ định cái kia, mà có một điều là cái nào trong người chúng ta nó mạnh nha, nó mạnh. Tôi nhắc lại lần nữa, sống nhiều với cái 25 thì nó đương nhiên nó tốt hơn là cái 14. Là vì sao? Là vì trước mắt nhân lành cho quả vui kiếp sau, mà trước mắt sống thiện thì được vui trong hiện tại. Cái đó là cái chuyện mà mình bắt buộc phải tin. Ngay phút giây nào mà tâm lành đang có mặt thì ngay phút giây đó chúng ta được an lạc. Đó là an lạc vì nhân đó, vì cái nhân nhân lành. Và cái quả báo về sau, đương nhiên quả báo có tâm thiện thì nó làm cho mình được an lạc, đúng rồi. Còn ác ngược lại, khi mà nó có mặt, khi mình đang có mặt, cái tâm tham, tâm sân, tâm si trong người mình, ái mạn kiến nghi nó đang có mặt, ngay lúc đó mình đã bị đau khổ. Mà cái quả xấu mà nó để lại cho kiếp sau đây, không phải kiếp sau, mà sau đó, cái quả xấu mà để lại sau đó, gồm có vài giờ sau đó, vài phút sau đó, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, vài thập niên và những kiếp sau đó đương nhiên là khổ, cái đó miễn bàn. Nhưng mà ngay trong lúc mà cái 25 tâm sở mà tình hảo nó có mặt là mình đã an lạc rồi. Tôi nghĩ trong room có người tin chuyện này, có người có thể không tin. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, muốn đi tìm một đời sống an lạc mà chúng ta không hiểu cái an lạc nó gồm có bao nhiêu thứ, an lạc nó có nhiều cách phân tích. Nhưng mà ở đây trong bài giảng này tôi đặc biệt phân tích an lạc có hai, một là nhân an lạc và quả an lạc. Quả an lạc là gì? Là chăn êm, nệm ấm, sức khỏe, nhan sắc, quyền lực, tiếng tâm, uy tín, chức vụ, phương tiện di chuyển, rồi vấn đề ẩm thực, đi lại, phương tiện truyền thông, vân vân. Thì cái đó được gọi là quả an lạc. Quả nhân an lạc là gì? Là khi nào mà chúng ta sống bằng tâm lành thì ngay lúc đó mình đã an lạc. Còn cái bất thiện y chang như vậy. Cái chuyện mà mình sát sanh trộm cắp, đời sau sanh ra là yếu mệnh, bệnh hoạn, xấu xí, nghèo đói, thiếu trí, tâm thần, cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà ngay trước mắt, khi nào mà mình có tham sân si, ái mạn kiến nghi thì ngay lúc đó là mình đã bị đau khổ rồi. Mà cái hành trình tự quỷ của mình, tôi nói có hai cách. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Hành trình tự quỷ trực tiếp có nghĩa là ngay bây giờ nè, là mình sống bằng tâm bất thiện. Đó là tự quỷ trực tiếp. Còn cái tự quỷ gián tiếp là nghĩa là ngay bây giờ mình sống thiện nhưng mà trong một ý thức cầu sanh tử, thì cái đó cũng được gọi là bất thiện gián tiếp đó quý vị. Cũng hành trình tự quỷ mà gián tiếp, không? Gián tiếp. Giống như trong một ngôi nhà đang cháy thì cái hành động thông minh nhất, cần kiếp nhất chính là vọt ra khỏi ngôi nhà đó. Còn đằng này là chúng ta lại là chung vô trong cái bồn tắm, chung sàn, chung vô trong tủ quần áo, leo lên nóc. Thì ok, thì đó cũng là một cách, một cái giải pháp đó chứ, đó là những giải pháp. Nhưng mà chúng ta biết nó không phải là tốt nhất, bởi vì trong cái ngôi nhà đang cháy, thì ở dưới gầm bàn hay là bồn nước, hay là nóc nhà, hay là la phân, thì tất cả đều không an toàn. Thì hễ còn, con mang còn sống trong ý niệm sinh tử, còn ý niệm cầu sinh tử, còn chưa thật sự thấy chán sợ cái sự trầm luân ấy, thì dầu mình có sống thiện đi nữa cũng là hành trình tự quỷ nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, tôi phải nói cái chữ tự quỷ mà tôi muốn nói đến trong bài giảng chiều trưa nay nó có hai nghĩa nha. Tự quỷ là cái hành trình đưa mình vào cái con đường xấu tệ bất thiện, đó là hành trình tự quỷ. Vậy chữ tự quỷ nó còn mang nghĩa thứ hai, có nghĩa là chấm dứt sanh tử, không còn tiếp tục có mặt hiện hữu trên đời này nữa. Đó là cái chữ tự quỷ mang nghĩa thứ hai. Mà tôi hỏi bà con trong room này, có liệu có bao nhiêu người hiểu chữ tự quỷ theo cái nghĩa hai này? Chúng ta chỉ hiểu nghĩa một thôi. Tự quỷ tức là con đường mà đưa mình vào cái chỗ gọi là sa đọa, trầm luân, đau khổ, bất toại thôi. Mình chỉ hiểu thử nghĩa đó, đúng không? Cho nên lý tưởng tu học là gì? Là thấy được mình đang đi trên con đường tự tồn hay là tự quỷ. Tự tồn ở đây cũng có hai nghĩa.
Tự tồn ở đây có nghĩa là sống trên con đường thiện để mình tiếp tục hiện hữu trên cái nẻo đường luân hồi ở những điều kiện tốt nhất. Thì đó là tự tồn nghĩa một. Mà tự tồn nghĩa hai có nghĩa là tiếp tục duy trì kéo dài cái phiền não để mà còn luân hồi, không có niết bàn, không có viên tịch, không có chấm dứt sanh tử. Rồi đó là chữ tự tồn có nghĩa thứ hai. Cho nên tôi nhấn mạnh chữ tự tồn, tự tồn ở đây, tự sinh ở đây đó, nó có hai nghĩa, nghĩa tốt và nghĩa xấu. Nghĩa xấu có nghĩa là tiếp tục sống để sanh tử, mà thứ hai chữ tự tồn nó có nghĩa là sống thiện. Và tự hủy nó cũng có hai, một là tự hủy tức là tiếp tục sống trong cái bất thiện để làm khổ mình, khổ đời. Còn chữ tự hủy mà nghĩa thứ hai có nghĩa là sống như thế nào, tư duy như thế nào để mà sớm chấm dứt sanh tử. Và tôi nói là một lần nữa, cái hai cái lý tưởng tự sinh và tự tồn đó không phải đợi đến cái thế giới tâm linh tinh thần ghê gớm, mà ngay ở trong từng cái miếng ăn, từng cái giấc ngủ, từng cái viên thuốc, từng cái ly nước, từng cái đề tài tư duy mà mình có được trong từng phút, nó đã ngay ở trong từng phút đó, nó tự nó đã có tiềm ẩn cái khả năng tự tồn và tự hủy nha. Tôi nhắc lại lần nữa, đối với người không học Atidàm, khi tôi nói con số 14, số 25 quý vị mới hiểu, mà tôi ước ao trong room này quý vị hiểu được cái đó. Có nghĩa là được gọi là một chúng sinh á, thì nó gồm cả tâm và vật. Vật ở đây có nghĩa là đất nước lửa gió đó. Còn tâm ở đây tức nghĩa là những cái cấu tố, những cái thành tố, những thành tố mà làm nên cái đời sống tâm linh tinh thần tâm thức của mình ý. Thì trong đó nó gồm có tâm thức không thiện ác, rồi có tâm sở trung tính, có tâm sở tiêu cực và tâm sở tích cực. Đấy. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc nói luôn, người không học kỹ sẽ thắc mắc tại sao tôi nói tâm vốn không thiện ác, là bởi vì cái tâm được gọi là tâm bất thiện, tâm siêu thế, là bởi vì dựa vào ba cái điều kiện. Một là tâm đó nó dựa vào nó dựa vào căn nào trong sáu căn, hai nó biết trần nào trong sáu trần, và ba là tâm đó nó được gọi là kiến tạo, nó được kết hợp với những tâm sở nào. Thì hỏi đủ ba cái này, tâm đó nương vào căn nào trong sáu căn, biết cảnh nào trong sáu cảnh, và nó đi cùng với những tâm sở nào. Dựa vào ba cái này mình mới gọi đó là tâm gì, nhớ nha. Chứ còn căn bản tâm chỉ là biết thôi. Cho nên các vị nhìn lên cái bản 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 cái, bản, cái biểu đồ qua thì là các vị thấy rõ ràng có 121 tâm, trong đó có tâm thiện, tâm ác, tâm dục, tâm sắc, tâm vô sắc, tâm siêu thế. Mà tại sao trong bài giảng này tôi lại nói tâm không thiện ác, là tôi phải hiểu nhầm, tâm chỉ là nước thôi. Còn gọi là nước chanh hay là canh hay là súp hay là cháo thì phải coi cái nước, cái nước lạnh đó nó đi với cái gì. Nó đi với chanh, với đường, với sữa, với cà phê. Thì từ đó nó mới ra các thứ nước, nước giải khát, các thứ nước để mình cứu đói hay là giải khát nha. Nhưng mà trước mắt đó thì nước chỉ là nước, thì tâm chỉ là biết cảm thôi. Còn được gọi là thiện ác là nó phải tùy thuộc vào ba cái điều kiện mà nãy tôi nói, là nó mình gọi nó là tâm gì đó, thì nó phải dựa vào ba cái tiêu chuẩn. Một là nó là dựa vào căn gì, nó xong nó tựa vào căn nào trong sáu căn, biết cảnh nào trong sáu cảnh, cảnh tức là trần nhé, trần nào trong sáu trần. Và cái thứ ba nữa là nó được gọi là tạo ra bởi cái sự kết hợp với những tâm sở nào nha, nhớ cái này rất quan trọng. Và cái hành trình tự hủy của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào cái việc chúng ta sống nhiều với cái gì. Sống nhiều với cái gì, ví dụ như trong cái cấu tố để tạo nên đời sống tâm lý của chúng ta sống nhiều với 14 tâm sở bất thiện hay là sống nhiều với 25 tâm sở tịnh hảo, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, khi sống nhiều với 25 tâm sở tịnh hảo mà trong đó có cái ý hướng xuất ly hay không, xuất ly nghĩa là chán xả sanh tử hay không, trong 25 tâm rồi mang tiếng là sống với tâm thiện, nhưng mà tâm thiện nó có loại tâm thiện trí tuệ và tâm thiện ly trí, đó chưa đủ. Ở trong cái tâm thiện ly trí đó đó, nó có cái được cái khuynh hướng, nó có cái khuynh hướng ly dục hay không. Cái chữ ly dục ở đây xuất ly, chữ xuất ly tôi thích là chữ nick hâm má, tôi thích chữ xuất ly hơn. Nó có khuynh hướng lìa xa nhẹ vật chất hay không, lìa xa vật dục hay không, mới bước một. Thứ hai, nó có lìa xa cái sanh tử hay không, đó là bước hai. Chữ nick hâm má nó có hai nghĩa nha, chữ nick hâm má nó có hai nghĩa. Nghĩa một là ly dục, chán sợ vật chất ngũ dục, mà chữ nekhamma nó còn có nghĩa trên nữa, nó nghĩa là sự chán sợ sanh tử, chán sợ hiện hữu. Tùy thuộc vào cách sống của mình mà chúng ta đi vào hay là đi ra, đi lên hay là đi xuống,
tùy thuộc vào cách sống của mình, mà mình đi vào hay đi ra, đi lên hay là đi xuống, lên cao hay là xuống thấp, tùy thuộc vào cách sống của mình mà đời sống của chúng ta rộng hay là hẹp, sâu hay là cạn. Có những người mênh mông nhưng chỉ là cái mênh mông của cái ruộng thôi. Có những người hẹp nhưng mà lại sâu như giếng. Nhớ nha, nhớ cái đó, tùy thuộc vào cách sống của mình. Cho nên tôi nói hoài là người biết đạo phải lưu tâm đến mấy chữ này. What? Mình đang sống nhiều với cái gì? Đủ chưa? Chưa. How? Còn có cái how nữa. What mà còn how nữa. What có nghĩa là mình bình thường mình sống với cái gì? Mình sống với tâm tham, tâm sân, hay là sống với trí tuệ, với từ bi? Mình sống với tâm bủng xỉnh ki bo, hay là tâm buông bỏ hào sảng? Trong đó mới là what thôi. Nhưng còn how? Bố thí trì giới là tốt, nhưng mà còn how nữa. How nghĩa là anh giữ giới kiểu nào, anh bố thí kiểu nào, anh tu tứ niệm xứ kiểu nào. Rồi chưa hết, còn cái how long và how much. Chứ còn tự mình dán một cái nhãn là tôi là Phật tử chưa đủ, tôi là một hành giả chưa đủ, tôi là một thí chủ chưa đủ, tôi là một người giữ giới chưa đủ. Bởi vì cái đó mới là cái what, còn có cái how nữa. How rồi how long và how much. Chúng ta đi qua miếng điện giữ tất cả là 18 cái khóa thiền rồi. Nhưng mà đủ chưa? Chưa, nó còn có cái how và cái what. Trong 18 khóa nghĩa là how long đó. Mà giải quyết cái how long là 18 khóa là mình đi trong vòng 4 năm là thấy cái đó là how long có rồi. Nhưng mà còn có cái what và cái how nữa. Là sao? Trong 18 khóa đó mình đã tu cái gì và tu kiểu nào? Tôi đã có dịp tiếp xúc với những hành giả tiếng niệm xứ tại miếng điện. Từ trung tâm Upanita tôi có gặp rồi. Sumin tôi có gặp rồi, Pao tôi có gặp rồi. Và cho tôi nói một câu khó nghe. Trong ấn tượng của tôi, trong hồi ức của tôi, trong trí nhớ của tôi, mấy chục người mà hành giả mà tôi đã gặp đi ra từ các truyền thống mà tôi vừa kể, tôi chưa có gặp một tức là con số 1 đó, chưa gặp một hành giả nào mà tôi muốn gặp lại họ lần nữa. Chứ đừng có nói là trò chuyện. Bởi vì tôi thấy mệt mỏi là họ đã đi trên một con đường mà họ không có để ý. Đi trên một con đường mà chính mình không để ý là what, how. Mà họ cứ toàn là how long và how much thôi. Cũng được, phải còn cái what và cái how rất là quan trọng. Chính cái kiểu sống của mình, chính kiểu bố thí của mình, chính cái kiểu giữ giới của mình, chính kiểu học đạo của mình nha. Chính những kiểu đó nó đưa chúng ta đi về đâu, trên con đường, trên cái hành trình tự tồn hay là tự diệt, tự sinh hay là tự hủy nha. Chứ còn cái mác, cái nhãn hiệu, tôi thưa bà con có đủ đâu quý vị nha. Các vị có học giáo lý nhiều, nhưng mà các vị tự hỏi lòng mình học bằng cái lý tưởng gì? Mình bố thí nhiều, mình là đại thí chủ, nhưng mà mình bố thí bằng lý tưởng gì? Thì mình là một hành giả, mà hành giả trong lý tưởng gì? Và ngày hôm nay được gọi là mạt pháp. Chứ mạt pháp đây có nghĩa là sao? Mạt pháp ở đây là phải hiểu rằng là đạo vốn dĩ không có mất, mà mất ở con người thôi. Nhân hư đạo bất hư, không? Phật pháp giống như là gió là sương, là mây là khói, là nắng là mưa, làm sao mất được? Muôn thở nhân gian, trái đất này hãy còn tồn tại thì còn mấy hiện tượng thiên nhiên. Phật pháp không có nào mất. Nhưng mà gọi là mạt đây có nghĩa là cái số người biết càng lúc càng ít dần. Và những cái người biết đến Phật pháp á, biết bằng một thứ lý tưởng rất là xa vời, rất là xa vời so với lý tưởng giải thoát. Mà từ buổi đầu khi mà Đức Thế Tôn rời cái Bồ Đề Đậu Tràng đến Kusinara, đến Lộc Uyển để chuyển pháp luân, thì cái lý tưởng đó không có giống như lý tưởng của mình bây giờ nha. Ngay khi mà có được 60 vị đệ tử La Hán, Đức Phật đã dạy như thế này nè các tỳ kheo: nay ta và các ngươi đã giải thoát sinh tử, không chịu còn chỉ như để làm cho mình nữa. Thôi thì hãy vì lợi ích của chúng sinh, của chư thiên và loài người, hãy lên đường hoằng pháp, mỗi người một phương vì lợi ích cho nhân thiên. Hãy làm củng cố niềm tin cho những người đã có niềm tin, và làm sinh sôi niềm tin ở những người chưa có niềm tin. Hôm nay Phật pháp hôm nay thì tình hình nó lại khác đi rồi. Cái lý tưởng giải thoát bởi đầu nó không còn nữa. Từ cái người hoàng đạo cho đến người học đạo và cả người hành đạo, chúng ta đa phần là đang đi trên con đường mà chính mình không xác định là tự sinh hay tự hủy nha. Trong bài giảng này tôi thiết tha kêu gọi quý vị nhìn lại hình ảnh phát triển của Trung Quốc.
hãy nhìn xem công nghệ Trung Quốc, hãy nhìn xem cái nền kinh tế siêu cường của Trung Quốc đang phát triển ra sao, rồi nhìn lại cái bối cảnh văn hóa, cái bối cảnh xã hội của Trung Quốc, xem cái tâm tình của phần nhân loại còn lại trên thế giới đang nhìn về phía nước Tàu và người Tàu bằng tâm tình như thế nào, bằng nhận xét và đánh giá như thế nào, để thấy rõ cái chữ tự sinh và tự hủy của một đất nước, một đoàn thể, một tổ chức, và sau cùng là của mỗi cá nhân. Mong quý vị nhìn không phải nhìn để nhiều chuyện, nhìn để bà tám, mà nhìn để nhớ lại mình, coi chừng mình trở thành một Trung Quốc, mình đi rất là xa, rất là sâu, rất là cao ở một cái gì đó, nhưng mà chốt lại thì vẫn là trên hành trình tự hủy, chứ không phải là tự tồn, không phải là tự sinh nha. Kiểu tu học cái mình thôi. Và tôi sẵn đây tôi cũng xin nhắn cái bà con một chuyện nho nhỏ, là nó hơi lạc đề. Đó là chúng tôi đọc được tin tức trong nước, rồi một phần bà con cũng cho hay, tôi đọc cũng có, bà con cũng cho hay cũng có. Tình hình dịch bệnh COVID ở trong nước đang ở vào trong cái giai đoạn có thể nói là rất là đáng ngại, không? Và đương nhiên trong khu vực Đông Nam Á gồm có như Miến Điện hay là Mã Lai chẳng hạn cũng rất là đáng ngại. Rồi các vị mới thắc mắc tại sao cái nhóm từ thiện Kalama Friends không có một cái đóng góp cụ thể nào cho người trong nước. Xin thưa, nó có hai lý do. Thứ nhất, nói thiệt, trong bụng chúng tôi thì người Việt Nam giàu hơn người Miến Điện. Và Miến Điện thì nói rằng họ là cái xứ Phật tử, đúng, nhưng mà vì họ nghèo quá, cho nên chính vì họ nghèo hơn Việt Nam, cho nên cái số lượng mà mạnh thường quân mà dòm ngó tới dân nghèo nó ít lắm. Người bên Miến Điện, cái người mà đại gia đó, là họ đã ít hơn Việt Nam, mà họ chỉ tập trung trong Tam Bảo thôi. Cho nên cái số người đại gia mà dòm ngó đến dân thường nó ít lắm. Mà riêng Việt Nam thì cái số bà con dân mình ấy, mà ăn nên làm ra nó nhiều hơn Miến Điện không biết là bao nhiêu lần, không? Và cái số người mà bận tâm đến bà con nó nhiều hơn Miến Điện cũng không biết là bao nhiêu lần, trong khi Miến Điện họ chỉ có chùa thôi. Cho nên lý do thứ nhất là vấn đề giàu nghèo, thứ hai đó là cái mạnh thường quân của Miến Điện là hướng tới dân nghèo là ít hơn của Việt Nam. Và cái lý do thứ ba đó là nhóm Kalama Friends đã kêu gọi để buổi đầu á cho Miến Điện, lúc là Việt Nam mình chưa có ở vào đỉnh điểm như bây giờ đâu, và khi bà con đã đóng góp thì họ đóng góp cho Miến Điện, mà làm sao chúng tôi dám ngắt cái đó mà đem chuyển ngược trở về, trong khi Việt Nam đã khá hơn, giàu hơn, mà lại trong cái phần kêu gọi thì bà con cho gì thì cho, ở đâu thì làm ở đó nha, để mai mốt khỏi phiền. Chứ bây giờ mà làm lộn chỗ rồi, bây giờ thì cái số người khen thì có một mớ, rồi mai mốt cái số chửi nó tới ba mớ mà thấm nha. Cho nên chúng ta xin thưa rõ, Kalama Friend xem đâu cũng vậy thôi, xem đâu cũng vậy, không hề có phân biệt là ta hay là người dân mình hay dân ngoại quốc, mình có phân biệt ở đó nha. Mà mình phân biệt là mình phải Phật tử là có phân biệt. Tuy nhiên bây giờ hôm đó mình buổi đầu mình đã kêu rồi, mình đã kêu cho Miến Điện rồi, bây giờ mình sách mình đang đưa là Việt Nam là đưa làm sao, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện hình còn hai lý do nãy tôi đã nói rồi, Việt Nam giàu hơn Miến Điện nhiều lắm, thì tôi tin cái chuyện này bà con thấy chứ không phải không thấy. Việt Nam giàu lắm, mà mình thấy những cái chợ mà chợ không đồng nè, rồi những cái chỗ mà phát thức ăn từ thiện cho bà con nghèo nè, tôi thấy rất là nhiều, tôi có theo dõi, phải nói là sức xa của đó nha. Nhưng mà riêng cái Miến Điện thì cho tới bây giờ tôi chưa hề thấy chưa hề nghe một cái nơi nào Miến Điện mà có cái chợ không đồng đó, tôi không có nghe. Cho nên xin đưa bà con là vì đâu mà Kalama và Kalama Friends không có tạm thời thì chưa có đưa cái chuyện cứu trợ bà con của mình ấy vào trong danh sách là vì lý do đó. Trong nước giàu quá, phải nói nước giàu. Và có vị không tin thì tôi nói quỳ tẹt luôn, bà con nào không tin mà nghĩ rằng chúng tôi ngụy biện thì chúng tôi cũng nói quỳ tẹt luôn. Cái Kalama mà xây dựng được đó toàn là dân Việt trong nước và dân Úc, không, dân Úc châu á. Việt Nam thì nhiều hơn Úc, nhưng mà nhất Việt Nam nhiều dân Úc. Còn dân Mỹ và dân châu Âu á thì cho Kalama đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi biết tôi nói là nhiều người ở trung tâm giận giận tím mặt, nhưng mà cái đó nói thiệt,
trong đất nước giàu kinh khủng lắm, không biết gọi giàu lòng hay là giàu tiền không biết, nhưng mà là 80% Calama mà mua được đất và cất được nhà là toàn là trong nước cho không đấy. Rồi sau cái Việt Nam mà tới Úc, còn sau Úc mới tới Mỹ, và sau Mỹ mới tới châu Âu, và tới Trương Thái trọng đang ở châu Âu mới ghê. À, trong nước thì giàu mà không biết là họ giàu tiền hay giàu lòng thì không biết, nhưng mà bạn nói đó là Úc số 2 đó, mà Việt Nam số 1. Mà bây giờ là Miến Điện là nói le lưỡi thì tôi không biết bà con trong rừng có liên lạc với gọi là tăng ni bên Miến Điện để xác định cái điều tôi nói hay không, nhưng mà phải nói là cho tới bây giờ tôi thấy rõ ràng là trong nước khá quá, khá quá, khá vừa có tiền mà vừa có lòng, trong khi Miến Điện thì mình thấy có thể họ có lòng nhưng mà tài chánh Miến Điện ẹ lắm. Cái nội riêng cái khoản mà kiều kiều bào đó, mình thấy cái việt kiều của Miến Điện ở cái kiều bào kiều miến kiều đó, yếu hơn là cái việt kiều về số lượng vận lẫn chất lượng không bằng. Đó là nói về đám kiều kiều đó nha. Còn mà gọi là trong nước, gọi là đất mẹ đó, trong đất mẹ đó thì bạn là Miến Điện là thua Việt Nam là ngút ngàn hủi khói không kịp này. Cho nên ở đâu cũng là chúng sinh đau khổ hết đấy. Nhưng mà thứ nhất bây giờ buổi đầu mình lỡ kêu rồi, lỡ kêu cho đâu người ta cho mình mới làm đúng như là người ta. Mà thậm chí bữa nào chụp hình cái tên thí chủ mà mờ mờ chúng cũng kiểu chửi nữa, hỏi chụp gì mà mờ quá. Rồi có bữa bà bên người ta ghi lộn 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 ngày đó, cũng có người lên tiếng nữa, nói cái ngày này ngày cũ, các vị bữa nào tôi xì các vị biết cái chuyện này động trời này. Cái chuyện này có thiệt, cái chuyện mình nói nhỏ nhớ đừng cho ai biết, là khi mà chúng tôi bị phản ánh như vậy chúng tôi phải nói cho bên đó biết. Cái ông Sayadaw mà ông giúp mình, ông làm một cái chuyện mà duy nhất trong lịch sử Phật giáo, ông bắt cái đám mà từ thiện mà làm giùm nó khiêng lại 50 mấy bao gạo, nó chắc nó chụp hình đó lại cái gì biết không, nó chụp cho đúng cái ngày. Dễ sợ như vậy, tức là bữa cái bữa nay là ngày 14 thí dụ như vậy mà nó ghi là ngày 12, như rồi cái đem lên râm cái nó có mấy cái người nó cái ngày này trễ rồi. Thế là cái ông xe đó nó phải bắt người ta khiêng 50 bao gạo với cả 100 cái lít dầu chắc trở lại để chụp cái hình đó cho bà con coi, cái mình nhớ động trời rồi. Tôi nghe thì nó đau xót, người ta đã nghèo rồi mà còn đầy người ta, nhưng mà kệ thì ăn cơm chúa múa tới ngày rồi ăn họ phải múa thôi. Mà nhưng mà sau đó chúng tôi có nhắn tin, chúng tôi nói thôi một lần thôi nha, chứ còn kỳ sau mà các vị mà lỡ nữa thì mất công nữa. Đấy. Bởi vì người ta cho mình, người ta chỉ cần thấy cái tên người ta cần thấy cái ngày giờ vui. Đấy. À, nó khổ dữ lắm. Ok, tôi mong rằng tất cả từng người học đạo, hành đạo này và hoằng đạo đều luôn nhớ rằng phải thường trực, thường xuyên kiểm tra xem chúng ta đang trên, có mặt trên cái con đường nào, đường thiện hay đường ác. Và dầu trên đường thiện thì chúng ta đang đi trên con đường tự tồn hay là tự hủy, cái đó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Vì trong mỗi cá nhân chúng ta luôn tiềm tàng hai cái thứ khả năng tự sinh và tự hủy, không? Thì tùy thuộc vào tùy vào cái kiểu sống của mình thôi. Chứ còn cái mác cái nhãn hiệu chưa có đủ đâu quý vị, đừng có nghe yên tâm là mình là Phật tử là đủ rồi, mình là thí chủ là đủ rồi, mình là hành giả là đủ rồi, mình có học giáo lý là đủ rồi, mình biết Phật pháp là đủ rồi, mình là đệ tử của cao tăng là đủ rồi, mình có mấy chục năm theo đạo là đủ rồi. Nó chưa đâu, nó what và how, how long và how much. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại bà con thứ hai sau. Bà con nhớ dùng đề tài tự hủy và tự sinh. Dạ. Yeah.